Hôm qua ngày 8 tháng 12 âm lịch, cộng đồng một lần nữa được quay trở về thời khắc thiêng liêng của lịch sử hơn 2.000 năm về trước khi mà Phật chứng đạo quả viên mãn, chánh đẳng, chánh giác. Hòa trong không khí thiêng liêng, khóa lễ kính mừng Đức Phật thành đạo đã diễn ra tại các địa phương, quy mô và long trọng. Tại chùa Pháp Hoa, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, hàng trăm Phật tử đã trải qua đêm thành đạo thiêng liêng giữa không khí ấm áp cuối năm của núi rừng Tây Nguyên. Nhân dịp này, mỗi lễ hội hoa đăng đã được thực hiện để lan tỏa ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ giác ngộ Đức Phật. Ngay sau đó là phút giây tĩnh tọa và hướng về Bồ Đề đạo tràng để bày tỏ lòng thành kính dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại chùa Long Phước, thành phố Tân An, tỉnh Long An, lễ Phật thành đạo cũng diễn ra trang nghiêm. Trong tuần lễ trước đó, Đại đức Thích Lệ Trí, Phó Ban trị sự, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Long An, trụ trì chùa Long Phước cùng Phật tử địa phương tổ chức nhiều hoạt động để hướng về lễ hội như tuần lễ tụng kinh Phật thành đạo, thuyết pháp mỗi ngày để quý đồng bào Phật tử hiểu biết công đức, trí tuệ và lòng từ bi của Đức Phật.